Được chưa? Rồi. Ta chuẩn bị sẵn rồi đó. Ủa? Tao cũng mua. Gì vậy? Mày kêu tao mua đúng không? Mua đi. Nhóc cái miệng. Bữa nay nè mọi người, bữa nay nè mình cho mấy thanh niên kia biết thế nào là lễ độ nha mọi người. Bữa nay mình với Danh, với anh Tuấn nè, với anh Toàn hợp tác một cái màn tròn. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha. Bữa nay là một cái màn tròn thiệt là khủng khiếp nha mọi người. Bây giờ kích thích sự tò mò. Đúng không? Mày chui vô cái hùng. Đúng. Đây đứng đi. Đứng đi lấy cái hùng ra. Toàn phải chui với hùng, nó sẽ giữ cái phần này nha mọi người, giữ phần này rồi xong rồi ai tới cho ông phát là tặng trần mấy tới, luôn tới cũng vậy. Này cái này một cái ha, bữa nay là nó là chiều nay đi chơi mà bây giờ ai cũng mang đồ đẹp hết cho nên là rồi để coi coi mấy thanh niên nó phản ứng như thế nào nha mọi người. Anh Phương nè, Sang nè, Diệu nè mọi người, anh ba chờ nữa. Đó anh ba nữa, anh ba nữa, ok. Ôi giời, để nước gì à, để nước gì vậy, vậy? Sao cho nó vô tắm rồi. Đi. Bây giờ tao đang rửa nè, tao rửa. Ok. 5 minutes later. Mình mới kêu còn nó hai cái áo ấy à mọi người, cái áo của nó. Áo kia mới quá. Gì vậy? Cái gì Toàn? Được không Toàn? Đúng Toàn. Đứng dậy ơi. Rồi sao? Rồi sao vậy? À, em đứng xuống lùm, đứng xuống lùm thứ ơi. Đứng xuống lùm rồi sao chẳng được nữa. Ngã xuống lùm, ngã xuống lùm, ngã xuống lùm. Đứng xuống lùm sao chẳng được được. Vậy thì được nè. Sao chẳng được. Thôi tao hiểu, tao biết cách rồi. Sao? Sao? Dạ nó ra. Dạ nó ra. Sao? Gì nè. Mày hắn xe đâu mà cái thế nào nó cũng lấy cái hùng đỡ cái hùng lên nè. Rồi cái hùng bị ngã. Ừ cái hùng bị ngã. Cái nó đỡ lên cái bây giờ ngã lên đường đi. Ngã lên đường cái giò mày nằm dưới. Cái giò mày nằm dưới. Lấy đồ rồi, che cho. Đắp lại. Che cái giò mày lại. Đẹp đó. Được, chỉ còn cách đó thôi, ngầm ngang đường thì bắt buộc nó phải dở lên lúc nó đang dở lên nó thấy nặng nặng thì nó mở ra coi mày quất nó. Ok, được rồi. Đơn giản. Ok. Rồi, chuyển thôi. A few moments later. Leo ra đây, leo ra đây. Leo ra. Mày kỳ vậy? Chết nhỏ nữa rồi. Gì kỳ trời. Ngu ngu. Mẹ chi ngu à. Cái dữ trời. Mẹ chơi trò chung chút đâu mà. Trời ơi, hồi biết rồi. Cũng chế vậy rồi. Dở á. Mày bây giờ. Đáng lẽ mày phải mở ra mày làm trước nó. Mày nghe tiếng xe là mày mở. Nghe tiếng xe là mở được rồi. Mày không có nghe tiếng xe đâu. Không không. Lần sau anh kêu. Ơi. Nghe đúng rồi, đằng sau. Sao chú không có nghe đâu, chiếc xe nó lại hay không đâu. Cái gì hết rồi. Kìa. Còn bây giờ còn có hai sắp xếp lại. Không vậy. Sắp xếp lại đây, đằng sau anh hít gió. Đi đỡ lên đường đó sao lên. Ủa là bữa nay bốn anh em căng tem á hả? Cái gì? 1, 2, 3, 4. Tính chơi anh với thằng Dẹo luôn rồi đó. Xém nữa là xong rồi, chết anh với thằng Dẹo rồi, anh đừng có nói. Thằng nữa gán lên ông nội ơi. Tự nhiên đâu nay giờ mấy cái hùng nó giữa đường kỳ cục. Đáng lẽ phải dỡ cái hùng ra mày coi chứ, mày kỳ cục mày đẩy xuống đây. Lỡ con tao bị gì sao trời. Trời ơi, không ổn rồi. Gì vậy? Tê cái giò, bóp cái giò cho nó. Bây giờ mọi người cho con tao nó rửa mặt đi. Bây giờ còn hai người nữa nha. Phải kêu cái gì mới phải chắc cái gì được. Anh không, anh để anh ra hiệu cho. Bại đâu để được. Anh phải nút chuột cho em đi. Đúng rồi. Vậy phải cắt hai cái đoạn đầu của ông. Đúng rồi, bỏ đi. Lấy cái đoạn hay thôi chứ. Lấy cái đoạn thành công thôi. Thành công thôi. Ừ. Rồi, ok. Anh có cần đợi mà. Thôi anh hên á. Anh đừng nói chuyện kiểu đó nha, anh hên. Anh đừng nói chuyện. Anh muốn. Như dẻo hên thôi đó, anh đừng nói chuyện đây. Anh công hoài mới có tại mọi người. Con dưới mặt đi tới. Dưới mặt đi coi nhìn clip mới gì. Thiệt tình chứ. Ai chán thù dữ trời. Thù. 5 minutes later. Bây giờ như clip mới, như clip mới vậy nè. Như clip mới. Cắt hai cái đoạn đầu rồi. Cắt đoạn thất bại rồi. Còn à, như clip mới nè con. Ok, bây giờ sẽ cho anh hai thanh niên đó nha mọi người. Anh ba với anh Sang, ai vô trước chơi người đó trước. Cái này mà tao ập một cái tao dịu cúng lại ông địa nãy chuối liền luôn. Đúng rồi. Quất. Dạ anh. Lần này là chơi. Chỗ tao cho nó đứng nút. Lần này phải chơi mạnh cho nó nha. Mà anh phải kêu tin nè, tao kêu nút. Anh để nhà hiểu cho anh hiểu. Ừ. Em biết là nó tới rồi đúng không? Khi nào đứng sát bên em, đừng nào nó đi gần tới em đúng không anh được? Ừ. Đúng không? Để anh.
Vô không? Vô. Ok chưa? Ừ, không rồi. Ba này cái đi. Này còn miếng nào lấy đổ vô đi. Ăn luôn đi. Ok chưa? Ok nha mọi người, lần này không được thất bại nữa nha. Cố lên nha Toàn. Ok. A few moments later. Giết quá tam thiệt tình đó. Ủa anh ơi, Toàn lo đi. Ai hút đi mà. Trời ơi. Nút con, nút con. Nút không nghe hả? Con nghe gì đâu. Anh nút muốn chết luôn á. Con vô nút con nó xô mẹ rồi, nghe kịp đâu. Ủa đâu đây cho mày. Xui dưới trời. Nút chỗ luôn á. Nút con chỗ nghe kịp đâu. Nút không vậy mà không nghe trời. Anh vừa nút lại xô xô. Tính cho anh hả? Trời ơi, nó dở dữ trời. Trời ơi. Đâu đây hết hồn gì trời. Ôi trời, kêu đúng sớm chứ không chịu đúng đâu. Anh nút vậy là sớm anh lắm rồi đó. Anh nút vậy em xuống đây luôn. Anh nút sớm xíu gì. Ba lần rồi đó. Anh nút vậy rồi không chịu nữa trời. Ba lần chứ quên. Còn mất sai làm xưa cứ chồng chất lên nhau. Đúng là sai làm xưa chồng chất lên nhau đó. Cha mẹ đang đã phải mày. Cái gì vậy? Sai làm xưa cứ chồng chất lên nhau. Mình bây giờ có trên đây. Hôm qua mày hiểu lầm anh đó. Em xin lỗi anh. Mày hiểu rồi được. Nào ai biết được. Anh đến đây. Nín đàn, cái đàn nín này không có kêu nín, xin lỗi nha em Phương. Bữa nay là nghiêm túc. Bữa nay là phải có một cái sự nghiêm túc thiệt là lớn ở trong một clip này. Mình muốn nói với mọi người đó là mình xin chào mọi người đến với kênh Hành Vlog. Quá dễ dàng. Nhưng mà mình muốn ngày hôm nay là anh em mình phải nghiêm túc trong cái chuyện này. Điều gì nữa? Cho nghiêm túc hả? Phải nghiêm túc. Ok. Đừng nói không hỏng vô khung hình đi một hồi là dính đạn rồi nói. Nãy giờ mọi người xem cái video đó là mọi người biết là xem được video này nè, mọi người biết vụ gì đúng không? Cái đó là đáng, mình đó phải chịu như vậy nha mọi người. Hôm qua nó chơi mình bữa nay mình phải chơi lại nó như vậy. Ok, mời mọi người đón xem tiếp video đi. Ok. Gì anh tao? Run. Anh biết gì đâu, nó kêu anh quay thì anh quay giùm thôi chứ anh có biết gì đâu. Là sao? Anh không biết thiệt. Anh là người cầm máy quay. Nó kêu anh quay giùm. Là sao mà mày đứng lại? Đây, mày đứng lại, tao còn bánh kem nha. Có bánh không? Cho đá gì vậy? Thấy nhắn đợi chưa? Bà bắn mày nha mày, mày mập. Bà bắn mày đó. Mày gỗ tao chơi chung luôn á. Mày chưa vô cái hùng đã rồi mày đòi bánh kem ta. Là sao? Anh em tao không mà được bánh kem sao vậy? Yeah. Run. Run. Anh tắt máy cho em. Hả? Một cái này anh xuống thông mì cho em được không á? Nãy anh có làm gì đâu. Ê. 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 Camera bất tử nha, Toàn. Chạy anh em ơi, Cái hút đi. Gì? Định kiếm gặp mấy đó mới được. Mày cho nó đó, anh có liên quan gì đâu. Để bỏ nghĩ xấu anh nữa.
Nãy vô bên đó đó không? Điểm làm đâu? Ở bên toilet kìa. Không, cái này điệu nghệ mọi người. Tại nãy mình có kêu mấy anh em á là xô với mọi người, xô vô cái cây cho nó té xuống mà nó kiểu như nó không có đau á, chủ yếu là dưới đó cỏ không à, cũng không sao. Cho nó chơi nó vậy là đúng rồi đó mọi người. Hôm qua nó cho mình đi dành ăn xít, cho mình đi dành ăn xít nghĩ sao đó. Kêu ngồi canh cái xanh cái lọ cứt nãy khùng gì kim dép nè, quá đã rồi mọi người. Kim dép cho thành công. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nếu mọi người thấy video hay, bấm like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Bây giờ chào mọi người nha. Bye bye.